Không năm ạ. Methylsalicylate ở đây cái từ nó viết hơi sai tí, nó viết theo cách gọi cũ nhé. Thì bây giờ thầy sửa lại, methylsalicylate là sản phẩm tự nhiên của nhiều loại cây thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác, bla bla. Sẽ thấy công thức cấu tạo như sau, methylsalicylate. Đây, thầy vẽ lại. Đây, công thức của nó đây. Methyl salicylate đấy. CH3. Methylsalicylate là sản phẩm tự nhiên của rất nhiều loại cây. Đây OH. Cái đầu này phải là CO nhỉ. Methyl COO CH3. Đấy. Đây là methylsalicylate. Được chưa? Thế thì công thức cho phát biểu sau đây, giải tích công thức phân tử của giải tích chúng ta đến này. Đây có phải chính nó là C6H4 COOCH3 OH không? Đấy, thì ta có phải ta sẽ có nó là C8 đúng chưa? H8 đúng chưa? O3 đúng luôn. C8 và 8O3, phân tử X chứa 31,58% oxy về khối lượng, mình bấm máy tính thôi. Cái này bấm máy tính là xong. Ta sẽ có O. O đây ta là 3O rồi đúng không? 16 nhân 3 chia phân tử khối. 16 nhân 3 cộng 12 nhân 8 cộng 8 bằng nhân 100% bằng 31,57, gần bằng 31,58, vậy là đúng. Đấy, dễ dàng lắm. Amonic tác dụng tối đa với 2 amon NaOH. Mình nhìn này. CO thì ăn 1 NaOH, OH này đính vào phenol đúng không? Đây là OH của phenol, ăn 1 NaOH nên ăn 2 NaOH là đúng. Nên là amon thì ăn 2 amon đúng. Amonic tác dụng tối đa với amon Na là đúng, nhưng sinh ra amon H2 là sai, nó chỉ sinh ra 1/2 amon thôi, đây cộng Na tạo thành C6H4 ONa, trước này giữ nguyên COCH3 cộng H2 thì này chỉ cộng 1/2 thôi đúng không? Nên là amonic thì sinh ra 1/2 sai, 0,5A. Chất X là hợp chất hữu cơ tạp chức chứa chức ester và chức alcohol, ester nhé, alcohol. Nói chất hữu cơ tạp chức là đúng này, cái chức ester là đúng, nhưng alcohol là sai. Đây OH đính vào vòng, nó phải là chức phenol nhá, sai. Vậy tại đây ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 thôi, 3 cái nhận định đúng của đáp án chính xác của chúng ta, đó là đáp án B, bỏ 4. Ok nhá.